Chính phủ Séc đã thông qua luật giảm thời gian từ 6 tháng xuống 3 tháng đối với những khách hàng đang ở trong chế độ DPI. Đó là những khách hàng của các nhà cung cấp năng lượng đã ngừng hoạt động. Hiện tại họ có thời gian là 6 tháng để tìm và ký hợp đồng với nhà cung cấp năng lượng mới. Sau thời hạn 6 tháng, khách hàng sẽ bị coi là sử dụng nguồn cung cấp trái phép và có thể bị ngắt điện. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Joseph Sikala cho biết, DPI là những nhà cung cấp năng lượng tạm thời dành cho những khách hàng từng thuộc các công ty cung cấp năng lượng đã ngừng hoạt động, là trường hợp khẩn cấp. Thời gian 3 tháng là đủ để những khách hàng này có thể chuyển sang chế độ sử dụng năng lượng đúng tiêu chuẩn. Hiện tại vẫn còn một số khách hàng nằm trong chế độ DPI và đang sử dụng điện trái phép. Do đó, một số công ty cung cấp đã phải ngắt kết nối điện ở nhiều trạm.